Xin chào các bạn nha. Thì đây là cái phao bồn cầu dạng cơ khí. Thì cái phao bồn cầu này nó có cái nhược điểm á. Thứ nhất á, là nước vào rất là yếu. Và thứ hai á, là cái tiếng kêu của nó rất là to và rất là ồn ào. Đó, lý do là tại cái lỗ nước vào của nó rất là nhỏ. Bạn nhìn thấy không? Đây, mình sẽ chỉ cho bạn. Mình thấy các bạn nhìn thấy rõ. Cái lỗ siêu nhỏ luôn. Đó, vậy thì cái trường hợp nào chúng ta nên sử dụng cái phao này? Đó, nhà các bạn bị phèn mặn, tại vì cái phao này nó không kén nước, nước phèn, nước mặn đồ các kiểu, nó vẫn hoạt động tốt. Thứ hai á, là nhà các bạn áp yếu quá thì chúng ta sử dụng dòng phao này nó vẫn hoạt động bình thường nha. Còn nếu nhà các bạn nước sạch mà nó áp mạnh thì các bạn sẽ đổi qua sử dụng cái dòng phao thủy lực này nè. Cái lỗ nước vào nó sẽ to hơn rất nhiều. Đó, các bạn nhìn không? Lỗ nước vào to nên á, cái tiếng ồn của nó được hạn chế và cái lượng nước vào cực kỳ nhanh. Tuy nhiên nó bị hạn chế ở chỗ là nếu mà phèn mặn á, thì nó không hoạt động được. Lý do là tại vì nó có một cái lỗ rất là nhỏ đây này. Bạn nhìn thấy không? Chỉ cần phèn nó bám vào đây cái là nó tắt, hoặc là bám vào cái ron này nó cũng không hoạt động được. Vậy nên á, nếu mà các bạn nhà các bạn nước yếu thì chúng ta nên sử dụng dòng này. Bị phèn mặn chúng ta sử dụng dòng này. Nếu mà nước mặn sạch, nước máy sạch ấy, thì chúng ta nên sử dụng cái dòng phao thủy lực này sẽ ok hơn.